Hello, ngày mới dân bãi chúc cả nhà được dồi dào sức khỏe và làm ăn phát tài nha cả nhà. Hôm nay Caramen sẽ nấu mì cay cho dân bãi ăn. Đây là nguyên liệu để Caramen nấu mì cay cấp 7. Dân bãi mời cả nhà cùng xem Caramen nấu. Rồi dân bãi sắc phụ Caramen bắp cải nha cả nhà. Quá đã cái món này. Sắc nhuyễn ra như vậy nha cả nhà. Tiếp tục dân bãi sắc. Rồi caramel bắt nồi nước lên nha cả nhà. Rồi nước sôi rồi caramel cho gia vị vô. Mới sáng ngày mà caramel nó nấu mì cay cấp 7 cho dân bãi ăn là dân bãi chóng mặt luôn. Đó, caramel cho gia vị vô. Đó, trời ơi. Bột ớt caramel cho vô một muỗng rồi ớt xay một muỗng, trời ơi, caramel ria 2 muỗng luôn, 3 muỗng, trời ơi, bột ớt mà caramel cho 3 muỗng, cái nước nó đỏ cả nhà, coi cái nước nó đỏ kìa, dân bãi thấy là dân bãi chóng mặt luôn. Đó, caramel cho bò vô viên vô. Đó, caramel cho mì cay vô. Đó, bắp cải, tôm. Quá đã. Đó, caramel cho nấm vô luôn. Quá sức trận này quá sức. Rồi. Vậy là xong rồi, caramel chậm cho chín mì chút xíu nữa rồi nhắc xuống nha cả nhà. Rồi caramel nấu xong múc ra nồi lẩu rồi cả nhà. Mì cay cấp 7, dân bãi chấm nước mắm mặn. Dân bãi mời cả nhà cùng dùng với dân bãi. Bột ớt caramel bỏ vô cho mấy muỗng rồi. Ớt phanh caramel sắc dòm con đỏ lom luôn. Dân bãi thấy chóng mặt luôn. Dân bãi thử cái miếng nước coi nó cay cỡ nào cả nhà coi nước à. Nó đỏ dân bãi thấy chóng mặt luôn. Trời ơi. Cái nước nó cay. Dân bãi húp cái miếng nước không mà mồ hôi dân bãi nó chảy ướt cái mặt luôn rồi. Rơm bò viên dân bãi cho lặn lậu vô nước mắm mặn luôn. Bài mời cả nhà nấm với bò viên. Bãi rơm ớt vô. Cả nhà coi ớt à. Bãi lùi vô. Đầu dầu ớt một cay. Quá đã. Quá thích nó cay luôn. Một buổi sáng trời gió mát chân thanh mà dân bãi ngồi ăn mì cay cấp 7. Quá phê. Nó cay cũng rẻ mạt luôn. Con tôm dân bãi cho lặn lậu vô nước mắm mặn nè. Trầu vô cho nó mặn rẻ mạt luôn. Dân bãi mời cả nhà con tôm. Quá đã. Tôm nó dẻo dẻo, nó bùi bùi, nó thơm thơm. Dân bãi ăn vô mà nó có cái cảm giác mà lòng của dân bãi nó cứ lăn lăn như giấc mộng ban đầu. Ngon cùng rẻ mặt. Bãi gom ớt vô, trầu dội ớt. Nó đỏ kêu bằng điêu chơi hết. Ừ.
cay, cọc bãi nó đã cay rồi mà còn caramel. Bỏ ớt lát vô nè. Trong bãi mời cả nhà. Ớt lát trong bãi lùa vô. Nó cay dân bãi chịu đợi không nổi luôn. Quá sức nó cay. Nó cay mà dân bãi vô gặt cái đầu liếu luôn. Quá lạ. Nó cay nhiêu nó cay mà nó ngon lắm. Dân bãi cố gắng ăn. Video này có hơi dài, cả nhà xem dùm dân bãi nha cả nhà. Vô. Con gọi mời cả nhà. Quá lạ. Mời cả nhà. Thật sự cái nước á thì nó rất là ngọt luôn. Tôm với bò rồi viên nó ra cái nước, với nấm nó ra cái nước rất là ngọt mà nó quá cay. Phải gươm ớt vô. Quá. Ớt gì mà caramel nó ria như trời mưa luôn. Trong bãi thấy trong bãi ngọt luôn. Bãi mời cả nhà. Đầu rồi ớt một cây. Ớt một cây trong bãi lắc cái đầu liếu luôn. Ớt gì mà nó cay lạ, cay lùng với ông bãi ăn đi cả một vòng nó cũng vẫn còn cay. Cay như vẻ mặt. Quá đã. Nó nóng. Dòng bãi quên thổi, dòng bãi ăn vô cái nó nóng cùng cái lưỡi dòng bãi nó muốn lột nó rớt nó đắt vào bạch là bạch luôn. Quá sức. Bãi đưa nấm vô. Nấm dòng bãi cho lâu vô nước mắm mặn nè, trâu vô quá đã luôn. Bãi mời cả nhà. Nước nó cay. Thật sự cái món mì cay cắt bãi này nó rất là ngon luôn. Mà nó cũng quá cay. Cái món mì cay cắt bãi này dân bãi ăn nó không bổ bề ngang, nó cũng sang bề dọc. Bò vô viên dòng bãi cho lậu vô luôn. Bãi mời cả nhà. Cho nó lau vô nước mắm mặn. Ông bãi kim vô lá ớt nữa luôn, mày cay cho cay tới luôn. Ông bãi mời cả nhà.
Tôm dân bãi cho lâu vô nước mắm mặn, trầu vô nó lặn hợp vào trong nước mắm mặn. Nó mặn rẻ mát luôn. Hỏi mời cả nhà tôm. Quá đã. Cái nước mì cay này nó ngon dân bãi luôn. Húp dân bãi kéo người ro 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 như người ta kéo đường cò luôn. Tôm dân bãi cho lâu vô lặn hợp vô nước mắm mặn rồi. Quá hấp dẫn này. Dân bãi ở gần sông nên ghe tàu nó chạy có hơi ồn ào, cả nhà thông cảm cho dân bãi nha cả nhà. Quá phê. Con bãi cho lặn lẩu vô. Bãi mời cả nhà. Cái món mì cay cấp bãi này dân bãi ăn nó không bổ về ngang, nó cũng tăng về dọc. Quá đã. Bãi lột con tôm nữa. Đó, trong bãi cho lâu vô nước mắm mặn nè. Trầu vô nó mặn rất rẻ mạt luôn. Bãi mời cả nhà con tôm. Con tôm nó quá thơm. Bãi lừa ớt vô. Quá lạ, nước cay dân bãi cho cay tới luôn. Cái nước nó cay cùng rẻ mạt. Cho bò viên vô đó. Lặn hợp cho nước mắm mặn luôn. Bãi mời cả nhà. Trầu gầu nó cay quá đã luôn. Nó càng ngon thì nó càng cay. Nấm với bò viên dân bãi cho lăn lẩu nước mắm mặn luôn. Đó. Bãi mời cả nhà. Quá đã. Sáng ngày mà dân bãi nghe caramel nó bữa nay nấu mì cay cấp 7 cho dân bãi ăn rồi. Đầu vô dân bãi nghe là dân bãi dưỡng ốc 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 luôn. Cây dân bãi chịu không nổi.
bả mời cả nhà. Sử dụng quá đã, bò riêng nhồng bả cho lẳng lẩu vô. Mì cay cấp bãi đồng quê dân bãi ăn quá phê, nó ngon quá dân bãi, chơi lớn luôn, nó cay dân bãi cho cay tới luôn, cay tới chén luôn. Một trái ớt, một viên bò rồi viên dân bãi cho lăn hợp vô nước mắm mặn luôn đó. Dân bãi mời cả nhà trái ớt với viên bò rồi viên. Ầu vô chở một cây, chở một cây giả mang luôn. Một cây mùa hâu của dân bãi từ đâu về mà nó rớt lạch bạch, rớt thay thương luôn. Quá wow. Bộ màu của dòng bãi ướt mặt luôn, quá chất một cài. Dòng bãi ăn hết cái nồi lẩu rồi cả nhà, còn miếng nước, quá đã. Dòng bãi mời cả nhà ca trà đá. Cầu con mì cay cấp bãi nó quá ngon luôn, dông bãi ăn chuông hết cái nồi lẩu luôn, nó no cái bụng dông bãi muốn bể cái bẩm luôn. Quá sức trận này, trận này quá sức. Dông bãi xin cảm ơn cả nhà đã xem hết video này của dông bãi nha cả nhà. Dông bãi xin kết thúc video tại đây. Cả nhà thấy dông bãi với caramel nấu mì cay cấp bãi này có ngon có hay, cả nhà cho dân bãi xin một like, một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký để dân bãi có động lực với những video kế tiếp hay hơn cho cả nhà cùng xem nha cả nhà. Dân bãi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo. Bye.